Chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube mình là anh Nguyễn. Trong video này mình sẽ chia sẻ cho quý anh chị và các bạn cái cách để chúng ta có thể cài mới phần mềm Camtasia mới nhất, cao cấp nhất. Hiện tại thì phiên bản mới nhất của chúng ta là phiên bản Camtasia Studio 9.1.2. Ngày xưa thì nó là phiên bản 9.1.1, bây giờ thì nó nhích lên một số nữa là 2. Mình không hiểu nổi cái hãng này tại sao nó không lên 9.2, 9.3 luôn mà nó phải nhích từng số. Trong cái thay đổi đáng kể lần này đó là vấn đề về màu sắc hiển thị giao diện phần mềm. Còn những cái vấn đề bên dưới thì có lẽ cũng không cần thiết trong vấn đề dựng và chỉnh sửa video. Ngoài ra thì nó sẽ sửa cho bạn những cái lỗi mà cái phiên bản cấp dưới nó còn tồn động. Những bạn nào dùng 9.1.1 trở xuống thì đã lỗi thời rồi nha. Hiện tại thì mới nhất là 9.1.2 và trong video này mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách để cài phần mềm này một cách chính hãng. Tại sao gọi là chính hãng và phiên bản lậu? Chính hãng là cái phần mềm này được cái hãng nó cung cấp, còn phiên bản lậu là bạn tải ở một website nào đó không rõ nguồn gốc. Thường thì các bạn sẽ vào những cái website chia sẻ về bẻ khóa bản quyền để tải về. Cái đó thì mình không có nói vì nó dính đến những cái vấn đề bản quyền trên YouTube. Vì thế thì các bạn thấy mình không bao giờ chia sẻ với các bạn cái cách bẻ khóa cũng như là dùng lậu trên cái kênh YouTube của mình. Vì thế sẽ bị cái hãng này nó đánh bản quyền. Thì các bạn cũng thông cảm và trong video này mình chia sẻ cho quý anh chị và bạn cái cách để tải phần mềm từ chính hãng thôi. Để tải chính hãng phần mềm thì các bạn vào cái trang chủ đó là tismix.com và đây chính là hãng sản xuất ra cái phần mềm Camtasia Studio chính mà các bạn vẫn thường hay dùng. Đối với những bạn làm YouTube và thường xuyên tiếp xúc với video thì Camtasia chính là một cái phần mềm rất là quan trọng và không thể thiếu. Hầu như là những cái máy tính nào liên quan đến làm YouTube đều có cái phần mềm này. Bây giờ thì các bạn sẽ vào cái phần product thì các bạn sẽ thấy cái Camtasia bên dưới có hai phần, đó là free trial và buy. Thì dùng thử, đó là free trial thôi, các bạn dùng thử sau khi có dư giả tài chính rồi thì các bạn mua để ủng hộ nhà phát hành, nhà sản xuất để họ có tiềm lực để phát triển cái phần mềm này nó tốt hơn. Còn các vấn đề phiên bản lậu, phiên bản bẻ khóa thì các bạn có thể xem ở một video nào đó trên YouTube, không phải mình. Bây giờ các bạn vào cái phần đó là free trial nha, thì các bạn sẽ chuyển sang cái trang web này. Ở đây thì nó hỏi bạn là download cho Windows hay là download cho Mac. Bạn nào xài Mac thì qua đây, còn bạn nào dùng Windows thì ở đây. Cũng đơn giản thôi, hai biểu tượng cửa sổ với trái táo nè. Xài chính hãng thì không có virus, không có troll cũng như là không có mã độc. Nhưng mà cái nhược điểm của nó là các bạn phải bỏ tiền ra để sổ phần mềm. Nếu như các bạn dùng thử thì nó sẽ có một cái chữ khi mà các bạn xuất video ra. Thì mình cũng thường xuyên nhận được những cái câu hỏi của các bạn về câu hỏi đó. Cái nguyên tắc chính là các bạn dùng thử thôi. Tại vì dùng thử thì nó dính cái watermark. Watermark là cái vân nước bảo vệ bản quyền. Chỉ khi nào các bạn mua hoặc là các bạn bẻ khóa thì cái vân nước nó sẽ biến mất. Chỉ như vậy thôi. Ở đây thì các bạn bấm vào cái chữ đó là Windows để tải về nha. Rồi các bạn đợi một chút thì bạn nào có Internet Storage Manager thì nó sẽ tự động nó bắt link. Còn không có cái phần mềm này thì nó sẽ tự động tải bằng cái trình duyệt. Cách nào cũng được, đường nào thì cũng về máy tính bạn thôi. Ở đây thì mình đã tải rồi, tiết kiệm thời gian. Dung lượng của chúng ta đó là 373. Càng ngày cái dung lượng này nó càng phình to hơn. Ngày xưa nó có 200 mấy, giờ nó lên tới 373. Tương lai chắc lên 400MB, 500MB quá ha. Và một tương lai không xa chắc lên 1GB. Nó vui thôi. Bao nhiêu mê không quan trọng, quan trọng là nó phục vụ cho công việc của mình. Rồi, đây là cái phần mềm được tải chính hãng. Gọi cho nó oai vậy thôi chứ cũng bao nhiêu phiên bản khác thôi. Để cài mới phần mềm thì các bạn phải gỡ cái phần mềm cũ ra. Nếu như bạn nào còn Camtasia 9.1 hoặc là 9.0 á, thì các bạn gỡ cái phiên bản đó ra. Tại vì nếu như mà bạn cài hai phiên bản Camtasia khác cái số phiên bản thì nó sẽ không có hoạt động, không có chạy được cái vấn đề cài đặt. Bây giờ thì chúng ta mở phần mềm để tiến hành cài đặt.
Nếu như nó không hiện lên cái bảng thông báo này thì bạn có hai vấn đề. Thứ nhất là cái hệ điều hành Windows của bạn là 32, tại vì cái phần mềm này nó chỉ hoạt động trên Windows 64 thôi. Cái nguyên do thứ hai không cài được đó là bạn thiếu các phần quốc 4.6. Nếu như nó có thông báo thì các bạn tải. Biết net network không nhỉ? Nếu như nó báo thiếu net network thì các bạn lên Google gõ nè net network 4.6 nha, sửa lại và có chữ offline nữa để các bạn có thể tải về, vào cái trang web này tải cái net network này về, tại vì phải có cái này nó mới chạy. Thường thì những máy Windows 10 thì nó có cái này rồi, những máy Windows 8 trở xuống thì nếu chưa cài thì cài, không thì nó sẽ không có cho cài cái phần mềm này. Đến được đây rồi thì các bạn đồng ý với những cái điều khoản và chọn cái phần option để kiểm tra những cái tùy chọn. Đầu tiên là có muốn đưa cái Camtasia này vào Bourbon hay không, này mình cũng chưa có nghiên cứu nhưng mà cứ để đi. Cái thứ hai đó là cài đặt với cái thư viện mặc định. Có cái tùy chọn này quan trọng nha. Không có tùy chọn này thì phần mềm của bạn không có cái thư viện đâu. Không có thư viện thì làm sao sử dụng để biết tấu video được và tạo một cái lối tắt. Tóm lại chúng ta có 3 cái tùy chọn. Từ dưới lên 1, 2, 3 và bỏ cái đầu tiên. Sau đó thì continue và enter thôi. Quá trình này thì ngồi chờ hoặc là giải lao hay là đi ra ngoài, tại vì cái phần mềm này nó cài cũng hơi lâu. Thông thường thì người dùng sử dụng cái phần mềm Camtasia này để biên tập, chỉnh sửa những cái video, sau đó upload lên YouTube và phục vụ cho mục đích kiếm tiền với cái mạng xã hội đó. Thứ hai đó là phục vụ cho cái công việc, ví dụ như là video marketing và video bán hàng, hay là làm những cái video để ghi lại những cái kỷ niệm, những cái khoảnh khắc để lưu trữ. Có bạn thì dùng cái phần mềm này để làm, để dạy học nè, để hướng dẫn phần mềm, để chia sẻ kiến thức. Và có bạn dùng cái phần mềm này để nghiên cứu, học tập. Nói chung thì nó phục vụ cho nhiều đối tượng lắm, từ học sinh, sinh viên cho đến những anh chị lớn tuổi và những YouTuber. Thì bạn nào liên quan đến video là sẽ dính đến cái phần mềm này. Ngoài Camtasia Studio 9.1.2 thì chúng ta còn những phần mềm ở phân khúc dựng và chỉnh sửa video ở mức độ đơn giản như là Movie nè, Movie Video Editor 14.3 Plus và AfterShot Video Editor. Đó là những cái phần mềm cùng phân khúc với cái phần mềm này. Bước sang phân khúc trung cấp thì có Filmora, có HitFilm Pro, có Bova Director. Đó là những cái phần mềm dựng video ở phân khúc trung cấp và cao cấp. Thì chúng ta có Adobe Premiere Finascope Pro. Đó là những cái phần mềm đầu ngành trong lĩnh vực dựng phim. Nó dựng phim cho oai chứ thực ra chỉ là biên tập video thôi. Rồi, nó báo là cái quá trình đang cài đặt, nó chạy hết cái cây này là xong. Lưu ý nha, ở đây thì mình không có chia sẻ bẻ khóa hoặc là xài lậu, tại vì chúng ta đang làm việc với chính hãng, thích thì mua, còn không thì chúng ta kiếm một cái phiên bản lậu nào đó chúng ta im chúng ta xài. Xài thì cũng đừng có la lớn, lậu chúng ta im làm việc nhỏ với nhau thôi. Nhiều bạn lên YouTube hướng dẫn bẻ khóa, hướng dẫn rất này nọ, sớm muộn cũng bị cảnh báo bản quyền từ Tismith thôi. Tại vì mình cũng bị rất là nhiều gậy và rút ra rất nhiều bài học kinh nghiệm cho vấn đề bản quyền về phần mềm. Cái nào vượt bản quyền được thì mình sẽ chia sẻ, còn cái vấn đề không vượt được thì chúng ta tạm làm việc trong group kín hoặc là có thể inbox riêng. Cài cũng khá lâu hả, nãy giờ bóc phét nãy giờ mà vẫn chưa cài xong nữa. Vì vậy thì mình khuyên các bạn là nên làm một cốc cà phê hay là rời khỏi màn hình máy tính. Sau khi nó cài xong thì chúng ta quay lại để kiểm thử. Sau khi nó báo install successful thì chúng ta bấm finish.
đây có cái nút biến điện thôi còn chứ đâu có cái nút gì khác nữa đâu. Các bạn thấy shortcut icon đã có trên máy tính ha. À, chúng ta sẽ chạy thử để coi coi là nó cải tiến về cái màu sắc hiển thị phần mềm nó như thế nào mà trong đây nó báo nè. Nó cải tiến cái mức độ hiển thị nó tốt hơn, bảo vệ mắt và nó sửa lỗi một số lỗi không đáng kể. Mấy cái sửa lỗi này thì nó không ảnh hưởng đến quá trình dựng phim. Không nhất thiết là bạn phải lên 9.1.2 thôi, tại vì đây mình thuộc dân nghiên cứu phần mềm nhanh nhẩu ẩu đọt. Nhảy lên cao nhất để coi có gì hay. Còn nếu như bạn xài ổn định 9.1.1 hoặc là 9.1.0, 9.0.5 thì bạn dùng ổn định thì bạn cứ dùng thôi. Không nhất thiết là phải lên 9.1.2. Các bạn đợi một chút để phần mềm nó khởi động lên nha. Rồi, mình nêu một cái reset. Đâu, màu sắc hiển thị gì đâu. Cũng thấy cũng tương tự như là những phiên bản cũ thôi mà. À, ở đây nó báo là tham gia, bạn đang tham gia phiên bản dùng thử. Nếu như bạn muốn unlock thì bạn phải có một cái serial key. Serial này chỉ khi các bạn mua phần mềm mới có thôi. Mà mua thì mua một lần à. Một lần thôi, thì những lần sau các bạn cập nhật phiên bản mới lên không cần phải mua lại. Mua một lần và dùng vĩnh viễn. Nếu như bạn nào làm YouTube hoặc là làm thương mại, làm cho công ty thì nên mua. Còn không thì chúng ta cứ dùng thử đi. Nhìn chung thì cũng không có cái gì mới để đáng kể. Mình thấy màu sắc thì cũng tương tự như phiên bản cũ, chỉ có mấy cái này nó lật lợt hay là nó đậm hơn thôi. Ngoài ra thì những cái tính năng, những cái hiệu ứng và những cái công nghệ nó vẫn như cũ. Có chăng là nó sửa một số lỗi thôi. À, chúng ta vào cái phần app và chọn About để xem cái phiên bản. Đúng ha, phiên bản 9.1.2. Số build đó là 3011. Và chúng ta có 30 ngày để dùng thử. Bạn nào không thích dùng thử thì có hai cách. Một là mua, hai là bẻ khóa. Sao cũng được, tùy theo cái sở thích mọi người. Ở đây thì mình không dám khuyên, mà chỉ nói với các bạn là các bạn thích như thế nào thì các bạn làm thế đó thôi. Mua hay bẻ khóa gì cũng được, nhưng mà nếu như dư giả tài chính thì nên ủng hộ nhà sản xuất ha. Rồi, trong video này thì chủ yếu là chém gió bóc phét với các bạn thôi, và chỉ cho các bạn cái phương pháp để tải cái phần mềm này từ trang chủ chính quy, chính hãng luôn. Tải về cài và kiểm thử phần mềm ổn định ha. Nó vẫn hoạt động, như vậy là phần mềm hoạt động tốt. Chọn share local file. Ở đây thì nó hiện ra một cái bảng quyền thoại. Một là dùng thử, hai là dùng cái phiên bản đầy đủ. Nếu dùng thử thì bạn sẽ có chữ tick mix này nè, nó đóng dấu vô cái video của bạn. Cũng khá là vô duyên ha. Nhưng mà cũng chịu thôi, tại vì nó cái hãng nó ở Hoa Kỳ mạnh theo cái chính sách của Mỹ. Chính sách của Mỹ là khi dùng thử thì phải có cái đóng dấu. Chỉ khi các bạn mua thì bạn mới xóa được cái đóng dấu này thôi. Nhiều bạn hỏi cái câu này nè, tại sao video có cái này, cái đóng dấu này? Lý do là bạn dùng thử thôi. Rồi, trong video này thì chỉ cài đặt chính quy thôi, không có hướng dẫn bẻ khóa hay là dùng lậu. Nếu như bạn có nhu cầu bẻ khóa hay dùng lậu thì bạn có thể lên YouTube và xem những video khác. Trên YouTube thì họ hướng dẫn nhiều lắm, không có thiếu thông tin đâu. Chỉ khi nào các bạn quan trọng, khẩn cấp thì các bạn hãy tìm mình, inbox cho mình trên Facebook. Còn không thì các bạn xem những video khác trên YouTube thì họ cũng hướng dẫn rất là nhiều về cái cách kích hoạt bản quyền. Rồi, mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Quên nữa, nếu như các bạn muốn xem những video chia sẻ về phần mềm của mình thì có thể nhấp vào nút đăng ký ở bên dưới video này, để khi mình tăng video thì các bạn sẽ là những người đầu tiên nhận được. Mến chào và hẹn gặp lại.